Now let's move to the test. Please plan the word for me, okay? Yes. Okay, now this word first. Bấm rồi. Oh. Yep. Cut. Nói to đi con này. Bấm. Cả những con quá áo luôn. Cut. OGB. Nói to nào. Captain. Nè, ông này đọc là gì nhỉ? A. Sao vừa lấy mình là ai mà đọc là Captain nữa? Đọc to lên nào. Đây đọc là gì? Vậy thì nói là gì? An gì? Untied. But oi yeah gì nhở? Cái đâu có gì hả con? But oi boy. Đọc bài to lên nhé. Giờ đọc rõ ràng cho cô nào. Start you. Bỏ mất chữ từ cô đâu rồi. Start you. Yes. Crass. But breezy. Đọc rõ ràng từng chữ cho cô. Breezy. Đúng rồi. Yank. Flurs. No, không phải là mà là yes. Enter. Đây đọc là gì? Or thì phải là gì? Enter. Okay, let's read the story. The big box. Villa sat on the bus with the big box. What is in this box? The box had a list shirt.
He hits the boss on her lap. The boss wins round. The boss will cheat. Cheat. What is that spot? In the boss, he had two chickens. The chicken scratched with her feet. They will treat and pick her a seat. Okay, thank you. That's the end of the test. Goodbye. Goodbye.